Chào mọi người, là Điền đây, là Chuột Lắc đây. Trong tuần qua, Điền rất là vui khi clip hướng dẫn lên Bitexco đã đạt đến 200.000 lượt view và kênh Chuột Lắc Lang Thang đã được gần 5.000 lượt subscribe đăng ký của mọi người. Điền rất là vui và cảm ơn về điều đó. Và Điền không nghĩ là sẽ nhận được nhiều lời cảm ơn và đồng cảm của mọi người đến như vậy. Thực sự là Điền rất là vui. Ok, và đây là clip của ngày hôm nay. Mọi người đã từng chia tay mối tình đầu bao giờ chưa? Và nếu là người bị chia tay thì mọi người đã vượt qua khoảng thời gian đó như thế nào? Sau đây Điền sẽ chia sẻ với mọi người về cách mà Điền đã vượt qua khoảng thời gian đó, vượt qua lần tan vỡ đầu đời. Clip này Điền viết là dành cho nam, nhưng chỉ cần thay thế vị trí nhân vật thì nam hay nữ và mọi người đều có thể đồng cảm và rút kinh nghiệm cho mình ha. Bây giờ thì mời mọi người cùng xem. Sau những bài chia sẻ về chuyện bắt đầu tạo thu hút và hẹn hò, hôm nay mình chợt có cảm xúc nên muốn chia sẻ với bạn một chút về chuyện tan vỡ. Vì không chỉ khi cần tạo thu hút mới khiến bản thân có động lực cải thiện và hoàn thiện hơn, mà khi đổ vỡ cũng là lúc động lực lên rất mạnh. Và ở tại thời điểm đổ gãy, thời điểm chật nhịp đó, có những con người yếu ớt, không chống chọi nổi, đã sa đà, tiêu cực, cũng có thể là tìm đến cái chết. Và cùng hoàn cảnh đó, cũng có những con người đã gắng vượt qua, để rồi như vừa qua một sự tôi luyện, trái tim từng tan vỡ đó, nó thấy mình mạnh mẽ hơn, kinh nghiệm hơn, thay vì vết rạn, nó tích cực và xem đó là vết dấu của sự từng trải. Thay vì buồn bực, nó lại vui tươi nghĩ, nếu không có những lần đổ vỡ ấy, những ngày tháng vụng dại ấy, không có áp lực thì làm sao có thành công của ngày hôm nay. Gửi bạn nghe một chút tan vỡ từ mối tình đầu của mình ha. Xem nó có phụ gì được bạn có thêm động lực không. Hôm nào ngày cưới em, ngồi giữa tiệc cưới tôi nhớ lại ngày đó, ngày mà tôi và em gặp lại nhau sau gần 4 năm kể từ khi chúng tôi không còn là người yêu của nhau nữa. Hôm ấy trước ngày sinh nhật em, tôi cũng muốn làm cho em điều gì đó thật đặc biệt và bất ngờ. Nhưng vì không còn gần nhau như xưa, và để những hành động của mình không trở nên thô thiển, tôi chỉ có thể gửi đến em chút quà tự tay tôi làm lấy và những bông hoa mua bội trong đêm. Bữa tiệc rượu dần thăng hoa qua từng câu nói hoa mỹ của anh MC. Trong đầu tôi lại quẩn quanh suy nghĩ, ai trong đời khi yêu lại không phải có lần đầu tiên tan vỡ, để những lần yêu sau hay đoạn cuối của những mối tình là một cuộc hôn nhân trọn vẹn và được hoàn thiện bởi những vấp ngã đầu đời. Ngày ấy tôi và em yêu nhau, tình cảm đầu đời hồn nhiên và ngây ngô, với những giận hờn của tuổi trẻ, nước mắt nụ cười của những kẻ mới tập yêu. Tôi yêu ngay dại, đổi lại tôi nhận được một tình yêu đẹp, đẹp cỡ bự như những cuốn phim Hàn, nhưng không có kết thúc bằng chai máu cam và ung thư máu đâu nhé. Kể chung chung, chúng tôi yêu qua những buổi chiều ngập nắng, tay trong tay khi xe bon bon giữa những cánh đồng xanh màu lúa, có những khi ngồi bên nhau cạnh bờ sông đến lúc trời sập tối với đầy ánh sao lủng lẳng trên đầu, với những buổi đêm thật khuya hai đứa rong ruổi vòng quanh những con đường vắng, kể nhau nghe về những dự định tương lai. Những sáng tinh mơ khi hẹn hò rồi mỗi đứa một xe, chứ chở nhau đâu có nổi, nắm tay nhau rồi đạp song song và gọi đó là thể dục. Những ngày bỏ về mưa như thối đất, cũng hẹn với hò rồi áo mưa đơn dạng mì ăn liền. Em ngồi sau xe, xé hai cái lỗ rồi vòng qua eo tôi, đẹp quá, kể nữa sợ buồn nên thôi. Và những điều đẹp đẽ ấy về sau lại là thứ bi kịch nhất đời khi tôi và em chia tay. Tôi như người chết rồi, với đầy suy nghĩ tiêu cực, trách em rồi tự trách mình, suy sụp bế tắc với những câu hỏi tại sao cứ quẩn quanh trong đầu suốt khoảng thời gian dài. Trong lúc như giữa cơn đuối nước, tôi nhận được nhiều lời khuyên cứu cánh. Một trong số đại loại đàn ông, sự nghiệp làm trọng, phải lo cho mình trước đã, rồi mới mong lo được cho người mình yêu, rồi cậu sẽ là yêu thôi.
Và kể từ khi ấy, tôi lao đầu vào học, học hết cái này đến cái khác, thử làm hết việc này đến việc khác. Tôi bước ra khỏi những mặc định mà trước đây bản thân cho là giới hạn. Tôi thấy mình khá hơn. Và rồi từ một thằng cao nghèo, gầy nhom râu bắp, nó đã trở nên có tí cơ bắp. Cũng như trong clip hướng dẫn lên bê tết cô uống cà phê mình đã có chia sẻ, nó đã vượt qua khỏi vùng an toàn. Bên thấp rượu đang tỏ làn khói trắng, bên dưới ngập tràn tiếng vỗ tay. Có lẽ sẽ là giây phút hạnh phúc nhất đời của đôi bạn trẻ trong ngày chung đôi. Chắc rồi, vì tôi cũng mong đợi giây phút đó đấy thôi. Rồi cậu sẽ là yêu thôi, nhưng yêu một người khác. Việc yêu thương rồi dừng lại, rồi đến một lúc nào đó trong cuộc đời dài rộng này, nhìn ngẫm lại những ngày tháng cũ cũng thật thú vị. Thế vậy, vấp ngã rồi cố gắng, để khi ngoảnh lại gật đầu cảm ơn em đã mang nhớ nhung và đau thương cứa qua tim, là một phần động lực để ta có được ta của ngày hôm nay. Phải chăng trong cuộc đời của mỗi người, trên con đường hoàn thiện bản thân, nên cần lướt qua những lần đầu tiên ngay dại như thế. Và sau lần đau ấy, có lẽ không còn nỗi đau nào làm ta thấy sợ hãi nữa. Từng nghĩ điều đáng sợ nhất là khoảnh khắc chia tay. Thế nhưng thời điểm gặp lại mới chính là điều đáng sợ nhất. Hai con người mới, theo hai hướng cuộc đời mới, nhưng cảm xúc cũ cứ gần lại. Không còn muốn chiếm hữu, không còn muốn quay lại, chỉ còn thấy thương, thương cho một con đường cục. Không còn hờn giận, chỉ muốn làm em vui, hãy thương em, thương cho em với những gì đã qua. Rồi nhìn lại mình, tôi được nhiều hơn từ cái ngày định mệnh, nơi em bỏ lại tất cả. Đó là mối tình đầu của mình, cũng mong có được sự đồng cảm. Nhưng cái mình mong nhiều hơn là nếu bạn đã và đang trong tình huống giống như mình khi ấy, thì hãy mạnh mẽ lên nhé. Bởi phải có những đau thương, ta mới biết trân quý những giây phút bình yên. Có những đổ vỡ, ta mới nhận ra những điều mình còn thiếu sót mà bồi đắp. Có thể không cứu vớt được tình cảm hiện tại, nhưng với những vấp ngã, những kinh nghiệm cũ, bạn sẽ trọn vẹn hơn cho những lần yêu về sau. Cũng như tiến sĩ Alan Fan đã từng nói, thất bại là một điều đáng khen ngợi. Nó nói lên lòng can đảm của một con người dám làm. Đừng xấu hổ hay buồn tủi với thất bại, mà ngược lại bạn xứng đáng hãnh diện về nó. Bởi lẽ bạn đã dám yêu và được yêu. Chỉ có điều mình chưa hoàn thiện nên người ta từ chối thôi. Hãy mạnh mẽ vượt qua và tìm ra chỗ trống đó, rồi lấp đầy nó. Càng cố gắng, càng ít chỗ trống, càng hoàn thiện, càng hấp dẫn thì càng ít bị từ chối. Cũng như mình đã chia sẻ ở phút thứ 12 trong clip hướng dẫn lên Beteco uống cà phê, thì thất bại là chỉ khi mình ngừng cố gắng. Và không có thất bại nào là mãi mãi, chỉ có những thất bại tạm thời. Và thất bại nào cũng mang trong nó một hạt mầm của sự thành công tương đương. Mạnh mẽ lên nhé người anh em. Cảm ơn bạn đã xem. Like, share và subscribe để ủng hộ mình ha. Mình sẽ trở lại sớm thôi. Peace.